Văn phòng lấy đâu gì ăn? Nhưng mà đói. Tớ có một cách. Cái gì? Có thể nấu được mọi thứ cậu muốn trong chính cái văn phòng này. Còn rất là nhanh nữa. Cái gì vậy? Really? Exactly. Chào mừng em đã quay trở lại với số công nghệ tều số 3. Và đây là series nói về những cái công nghệ trời đất hỡi của những hãng sản xuất đồ công nghệ trên thế giới, mà Việt Nam thì cũng không ngoại lệ. Và như anh em đã biết thì Edera là một hãng sản xuất những cái sản phẩm vô cùng rẻ và chất lượng vô cùng tốt. Ví dụ như là ghế gaming, chuột bàn phím gaming và tai nghe vô cùng tốt. Và giá thành thì như anh em biết rồi, nó rất là rẻ. Và thời gian gần đây thì Edera đã sản xuất cho một cái sản phẩm mà để phục vụ cho anh em chơi game, có thể ăn cũng như là uống một cách tiện dụng và dễ dàng hơn. Đó chính là sản phẩm này. Khá là bất ngờ khi mà cầm trên tay con sản phẩm ấm đun nước siêu tốc của Edera. Tuy nhiên thì đây là một sản phẩm khá là cần thiết. Và ở video này thì chúng mình sẽ đánh giá cũng như là trải nghiệm cái sản phẩm này để nấu cơm, nấu mì và pha cà phê cho anh em. Và bây giờ hãy cùng Ly và mình trải nghiệm thử sản phẩm này thôi. You are Lina Mi ơi! Đây rồi, đây rồi! Đói quá rồi, đi nấu ăn thôi các bạn ơi! Thép không gì, dung tích 1,7 lít, chống đun sôi khô, tự động tắt khi sôi, đèn báo, dễ dàng sử dụng, đến xoay 360 độ, mà sản phẩm nào cũng có. Thế thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nấu 3 món là món mì tôm này, trứng luộc và cà phê bò biển đi. Ok không? Thôi bây giờ ông đi lấy một đôi đầy bình nước này đi, xong rồi bây giờ tôi sẽ mang đồ ra đây để chúng mình cùng nấu. Được. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là kho lương thực của chúng tôi. Ta-da! Và ở đây ngày hôm nay thì mình sẽ có mì tôm này. Nói chung là mình thích mì Hảo hơn, nhưng mà mọi người trong công ty thì thích mì hai con tôm truyền thống này. Chắc là sợ nó đỡ bị nẫu khi mà mình nấu ấy mà. Tiếp theo thì ở đây sẽ có là trứng gà, cà phê. Ở đây để làm cà phê bọc biển thì mình có cà phê G7 và cà phê phố. Ui, mình nhớ là cái hồi lần trước khi mà mình mới làm không biết ấy, dùng cái cà phê G7 hòa tan 300ml lần này đánh 15 phút không lên nổi bọt luôn. Nói chung là khổ lắm. Thôi, bây giờ trong lúc chờ Vinh vào thì mình sẽ làm gì đây nhỉ? Đây, bây giờ sẽ... chúng ta sẽ cho cà phê ra trước để lấy bìa đo cho chuẩn. Mình theo công thức ở trên mạng ấy là tỷ lệ 1:1:1, một cà phê, một đường và một nước sôi. Ê, ông này đi đâu mới lâu nhỉ? Vinh ơi, có nước chưa? Đây rồi, đôi giày. Ôi, nhiều thế, giờ này xong khắc phục mũi cũng lên đấy nhỉ? Thôi, đun nước hộ lên đi. Bật nước lên. Bật ở dưới mà. Nhà kê vãi, tưởng thế nào? Trước giờ toàn đun bằng bếp củi. Những con dân trên phố núi. Làm gì có đun nước siêu tốc đâu mà biết. Bây giờ làm gì ạ? Bây giờ đun nước đầu tiên thì làm theo thứ tự này hợp lý. À, nếu mình pha cà phê, xong rồi luộc trứng, xong mình cuối cùng nấu mì tôm cho nó đỡ bị nát nhá. Ok. Thế bây giờ thì cái đánh bọt là cái nào? À đây, cái này chắc chắn là cần phải nhờ đến ông. Bây giờ để tôi sẽ đong nhá. Chắc là bây giờ mình có 2 người đúng không? Thì làm 2 cốc đi thì chắc là 2 thìa nhá. Có thể không lẽ 3? Thì 3 thì càng nhiều chứ sao? Rồi. Hay là 3 cho nó ấy nhỉ? 3 cho nhiều bọt. Ừ. Nhớ thất bại chứ. Đánh cái nồi bằng hấp. Ừ đấy, đánh lại đong tay nhá. Ở đây mình sẽ cho thêm 2 thìa đường nhá. Đó. Mình không hiểu vì sao mà cái cà phê hòa tan 3:1 ấy nó lại không lên được bọt, trong khi nó cà phê đen là sẽ lên được bọt. Nhưng mà đây là cà phê đen. Ừ, nhưng mà đấy cái này là cũng là cà phê đen này. Rồi. Kinh quá. Cắt đi. Đây là G7, cái này đánh được mà cái này đánh được, nhưng mà thấy cảm giác cái này nhiều bọt hơn đúng không? Ừ, đấy sẽ đánh hơn. Nên là cho nước vào. Từ bây giờ chẳng phải chờ sôi. Các bạn nhớ là phải chờ nước thật sôi nhá thì mới cho vào, chứ còn cái nước mà kiểu nó gọi là gì, dở chín dở xanh nước thì ấm. Ừ, nước ấm thì cho vào là sẽ chắc chắn không lên được bọt đâu. Ok. Đây chúng ta còn thừa rất là thừa cà phê này. Đây là mặc xỉu đấy. Ờ, là mặc xỉu đấy. Nếu như bạn nào mà thích ăn ngọt thì các bạn có thể sử dụng sữa có đường với lại cà phê bọc biển này. Còn nếu như mà ai muốn thanh thanh mát mát thì các bạn có thể sử dụng sữa không đường nhá.
Và ngày hôm nay thì trong phòng mình toàn người béo thích ngọt nên là mình sẽ dùng sữa và đường. Ui, bắt đầu khói bay rồi. Đó là hơi nước. 6 phút rồi đấy nhở? Bạn này đun nhanh phết đấy nhở? Cái này nó bật lên đã. Ừ, nhưng đun nhanh phết đấy nhở? Chắc tầm khoảng 7 phút là sao? Đây là có mấy cái sóng. Ừ. Ui, okay. Đây. Giờ cho nước vào như nào đây? Từ từ, không cảm thấy là hỏng ngay. Bây giờ ông úp mì tôm đi, còn cái này để tôi cho nước. Đây, còn lấy muối đâu? Cho muối vào. Mà thôi tô bé, cho tô to đi. Đi vệ sinh để rửa tay đi. Rồi. Tôi đi lấy nước cho tôm đi vệ sinh nào. Thấy chưa? Đo 2 thìa nước. Đây. Thần quá nhỉ. Đói quá các bạn ơi. Đói quá các bạn ơi. 27 nồi bánh chưng đến bây giờ mình với những người bát mì tôm đói như thế này. Đánh thử chết vậy. Không biết là có liệu có ít chưa không. Okay. Nhưng mà không? Ừ, đúng rồi, tại vì nước mình cho là 2 thìa nhảy. Nhảy đầy. Nhảy hơn tí đây. Cái này hơi khô. Nhưng mà nếu mà các bạn cho quá nhiều nước ấy thì lại rất khó lâu, tức là lâu là để lên bọt ấy. Đấy. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Nói chung là mình làm ở nhà hình như là mất đâu tầm khoảng 3 phút là đã lên bọt rồi. Đấy, các bạn thấy không? Tầm khoảng lỗ trong được 15 giây chuyển màu ấy. Đây là thôi. Phần khó cứ để mình lo. Đánh theo một chiều nhá, được rồi ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ đi luộc trứng. Đánh cho to tay ra rồi đó. Ừ, đánh cho to đây nào. Ừ, chuyển bên đi. Mình sẽ luộc trứng. Ở đây mình sẽ có 9 quả. Nhưng mà mình sợ không biết là cái ấm này của mình sẽ nấu được bao nhiêu quả một lúc ấy. Thôi thì cũng cho tạm 3 quả vào trước đi. Xem tình hình nó như thế nào. Và nghe đâu là tầm khoảng nếu mà các bạn muốn ăn lòng gà sẽ là khi mà nước sôi trở lại. Còn nếu mà bạn muốn kiểu trứng nó chín hơn một tí thì cứ để lâu hơn. Muda. Mạnh lên nhá. Ui, nhìn kiểu hấp dẫn thế rồi nhở? Ừ, nó còn hơi rồi. Ừ, nói chung là phải đánh lúc nào mà nó kiểu bông cứng lên không? Nước cái này lên mà nó không rơi là ok đấy. Thế ra là đấy là thấy trên mạng. Nói chung là cái ấm này nó hơi sâu nên là mình phải dùng một thìa. Thực ra là đây tiện mình có nước sôi sẵn ấy thì mình sẽ luộc luôn như này là sẽ nhanh. Còn nếu như các bạn nào mà luộc từ đầu mỏi tay phết đấy, gọi là lấy nước lạnh vào luộc ấy thì mất khoảng tầm 15 phút cả nước sôi lẫn khi mà ngâm trứng cho mày là trứng sẽ chín, mình đoán thế. Và bây giờ trong lúc chờ mình thì mình sẽ đi lấy đá cũng như là cho sữa vào đây. Ở nhà mình có cái máy đánh mà. Thôi thể hiện công tác đẹp trai một tí, có làm sao đâu. Một lần. Mì chín ở kìa. Mua ra. Và hôm nay mình sẽ dùng cái đá bây giờ. Chứ cũng khỏi bay nữa nhé. Khỏi bay cũng trong studio này không biết rồi. Ơ thật à, cái đất chất lượng thật. Nhưng mềm hơn rồi đấy nhở. Sao rồi? Ai giờ bà lấy đá kiểu đấy? Lấy kiểu gì? Đây này. Ồ, nhưng mà lấy xong rồi. Thôi ok, để lấy thêm một cốc nữa. Không biết là với cái số bọt này thì liệu có đủ cho 2 cốc không nữa? Chắc là có ấy. Nếu mà không đủ thì tôi uống không nhịn. Excuse me. Kinh cốc. Chưa? Cho hết rồi. Bà thật ông bắn. Bắn hết lên mặt bà kìa. Không, cẩn thận. Vừa thôi nhìn kinh quá. Sao mà trên mạng ấy nhìn các bạn làm nó đẹp đẹp xinh xinh lắm mà sao mình nhìn. Rồi có 2 cái thìa. 2 cái thìa. Đẹp đẹp xinh xinh kiểu rất là gọn gàng. Sao của mình nó cứ bồng bềnh đi đâu vậy. Hay đây đúng là camera của
Bọt biển thì nó phải bồng bềnh chứ. Cà phê bọt biển, bọt biển bồng bềnh. Ơ tại sao có mỗi một cốc của bà có... Ôi trời, nhìn nó tưởng nghe hết đấy. Đây, 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 cuối cùng. Xin mời các bạn, đây là cốc cà phê bọt biển của chúng tôi. Ngon phê đấy nhá. Yeah. Nó là cái vị gì hợp lý phết nhỉ? Sao? Tính giá của cà phê em ơi. Cốc này á? À? Với công suất này á? À? Nhưng mà cái cốc này này, đây phải nhìn này. Thôi, bây giờ đi vớt trứng đã. Nhìn như kiểu cụ ấy trôi sông ấy. Đây chỉ mới là một người thôi con ạ. Lúc sau các gọi là đội kèn kèn họ vào thì họ sẽ trải nghiệm ra sao thì mình Papazari à? Mình cứ để đây cho các bạn ấy trải nghiệm ra. Bây giờ vớt trứng làm sao nào? Vớt trứng bằng cái gì đó? Thôi ông đi rửa cái thìa. Cho mọi người giấy đi, vớt trứng nào. Có cái kẹp mà. Kẹp không kẹp nổi, kẹp ngắn lắm. Linh ơi, sao có cái chấm đen nữa? Hả? Tính đến bây giờ là 8 phút. Nước là 9 rồi á, đúng không? Hơi chín quá. Lúc chờ Vinh ra ngoài thì thấy hơi có lỗi. Mới làm được một cốc cà phê. Nên làm cho mấy cốc cà phê, cốc bạc xỉn. Chúng ta vẫn sử dụng cà phê đen. Và sau đó thì tùy theo cái mức uống của các bạn có thể cho từ 1 đến 2 tiếng rưỡi lọc nhá. Sau đó thì bạn sẽ cho nước sôi vào tầm khoảng độ 1/4 cốc thôi. Đánh đều hai tay lên. Úi giời. Chết rồi, fail rồi. Một phần hai cho em, à đâu 1/4 em cho 1/2 đời rồi. Rồi hôm sau Vịnh uống mà có phải là Vịnh uống không? Kệ không? Thơm thế. Lâu đấy nhỉ? Đi lấy nước rồi mà lâu đấy. Mãi không thấy vào. Đây rồi, đây rồi. Lại tiếp tục, thắp hương mũi phát hai. Này bật trứng à? Tại vì lúc nãy tôi nhìn thấy có cái gì đấy sai sai ở đây. Đâu, đây là cà phê nâu. Tôi định pha bằng sữa cho nhưng mà ăn mà đổ sữa tươi vào đây uống ngon thế đấy. Thôi, ăn mì tôm vào nhá, rồi nó chữa, nó không phải nó trứng rồi. Bề được trứng đúng không? Lại nhá. Thôi, bây giờ ăn đi đã, không bị trướng hết rồi. Đây, đập trứng nhá, mình sẽ thử nghiệm. Bóc trứng thiếu chuyên nghiệp đấy. Bóc như nào? Bóc hai đầu ra. Ôi, sao nó mềm mềm ấy nhỉ? Bóc hai đầu ra. Thôi, trứng nó cứ mềm mềm ra. Trứng không mềm thì nó... Hay là chưa chín? Trứng nó mềm thì người ta mới có câu là trứng gọi chọn đá đấy. Sau đó nó thổi. Ủa? Đẳng cấp. Vậy là sau một hồi vật vã với bình ấm nước Edra thì hiện tại chúng mình đã có một món trứng luộc này. Mì tôm trứng luộc, cà phê bọt biển và... Cà phê. Bây giờ là đến giờ thưởng thức. À, từ chút tiền. Nó phải đầy đủ. Nó sẽ đầy đủ, nó sẽ làm cho hương vị của trứng bạn ngon hơn rất là nhiều. Thôi bây giờ ăn trứng lên nào. Thôi để vào đây đi, để ăn thử trứng. Bọn mình đã để luộc một lần trứng là cho lâu hơn, tức là ngâm khoảng độ đâu đấy là 10 phút. Và một lần trứng này thì bọn mình là khi mà sôi xong chỉ ngâm khoảng 3 phút thôi. Thì bây giờ chúng ta cùng xem thành quả như nào nhé. Đây là món mì trong mềm ngoài nát các bạn. Thực sự là hơi fail vì món mì này bọn mình để hơi lâu. Đâu? Để Vinh ăn mì. Mình sẽ ăn trứng. Mình sẽ cắt trứng cho bạn xem. Đâu rồi? Làm sao lại mở trứng bây giờ nhỉ? Professor. Ôi, các bạn ơi, dòng đào này. Ngon chưa? Đây là trứng mà luộc xong để 3 phút này. Sau khi mà nước sôi ấy thì nó sẽ thành lòng đào. Phải thêm tí gia vị vào. Đúng rồi, này trứng lòng đào ngon chưa này. Đây, đây nha các bạn nhá.
đây là trứng mà bọn mình để ngâm 10 phút sau khi mà sôi xong thì trứng chín hoàn toàn luôn. Thực ra là mình sẽ thích ăn trứng chín lòng đào hơn, nhưng mà thôi để là gọi là trải nghiệm với các bạn xem được là cái mức độ chúng ta luộc trứng như thế nào là hợp lý. Mình ăn này các bạn này. Thôi ăn rồi uống cà phê. Ăn mì uống cà phê. Ăn mì uống cà phê sẽ hợp lý hơn. Tôi sẽ thử cái cốc này. Đây, bác xỉu quá, đây là cốc cà phê nâu dành cho ông đấy. Ơ mà không còn đá, hết đá rồi à? Thôi, cà phê uống ấm đi. Đây là cà phê ở biển các bạn nhá. Khá là ngon. Ơ nhưng mà ban nãy nước nấu mì với nước luộc trứng thì lấy nước đâu ra pha cà phê vậy? Hình như là vẫn nước luộc trứng ở trong đấy hay sao ấy. Ngàn lời xin lỗi. Thôi giờ thì bọn mình đã thử thức xong, bây giờ để xem đánh giá của mọi người trong văn phòng như thế nào nhá. Thì mọi người ơi, vào đi. Vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Đói quá, đói quá. Này, trứng này. Vào đi, mọi người ơi. Đây, cà phê bờ biển đây. Ăn đi, đây, trứng này. Ăn kiểu gì? Đây nhá, có thể là ăn cái bọt này trước xong uống sữa hoặc là khuấy đều lên đúng không? Ngon lắm, ngon lắm. Thôi, mình lay coi đường nước bọt. như vậy thì video đến đây cũng kết thúc. Và các bạn nghĩ sao về số công nghệ tều này, cũng như về sản phẩm ấm siêu tốc dành riêng cho game thủ này? Hãy để lại bình luận phía dưới. Cũng như đừng quên bấm subscribe về cái chuông nhỏ để có thể theo dõi video của chúng mình. À quên, đừng quên để lại một like và ủng hộ chúng mình vì nó miễn phí. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. See ya. Mọi người ơi, anh chưa?